Nhà mình là cái hướng Tây Nam, 223 độ, hướng Khôn luôn. Thì tọa Đông Bắc, thì toàn bộ cái khu bếp của chị như này là được rồi nhá. Nhưng mà cái bếp này đang rơi vào Đông Bắc này. Thì khi đặt vào thời vận này, đặt bếp vào cái khu vực Đông Bắc nấu nướng này, nó phát ra khí thủy á, thì nó làm cho người trong nhà nó khuynh hướng tâm linh. Nhưng mà nó làm cho tiền bạc nó cứ hao hụt dần, làm được nhiều nhưng mà tiền nó không giữ được. Đó, nó làm như vậy. Đó, thì bản chất thì cái Đông Bắc thì cái phương điện vượng khí này, ở nhà chị phải mở ra cho nó có sự lưu thông khí. Thì khi mà có sự lưu thông khí thì cái công việc đầu ra mới thuận lợi nhé. Đấy, nó chỉ lưu ý là như này. Thì sắp tới là chuyển cho chị cái bếp sang cái phương vị Bắc này. Đó nhá. Thì qua phương vị Bắc này thì lưu ý là đèn vàng này, đèn sáng vàng là không có đặt ở phương vị suy khí, là cái phương vị linh thần. Đó, nó chỉ ưu tiên đèn trắng thôi. Còn đèn vàng này thì ở cái phương vị chính thần này là đặt ở đây là được rồi này. Cái đèn vàng đây cho nó tăng vượng khí. Nó là như thế. Thì ở đây là lưu ý như vậy thôi. Còn cái nhà vệ sinh này thì nó đang hơi dài này. Bản chất là chị đi ra chị lắp cái tay đẩy á, đi ra vô đóng cái nhà vệ sinh lại, đóng cái này lại. Xong rồi nếu mà lắp được quạt hút bụi theo hộp gen thì lắp hút ra là tốt nhất. Đấy, thì một phần nhà vệ sinh này nó đang rơi vào trung cung này thì nó hơi bất lợi cho nhà mình. Thì sắp tới mình sửa thì mình bóp nhỏ nhà vệ sinh lại nhá. Bóp nhỏ nhà vệ sinh lại, thì nhà vệ sinh này để cho khách thôi mà. Mình bóp nhỏ nhà vệ sinh lại thì làm cái cửa đó, xong rồi chỉ đục cái tường này ra thôi. Đó, nhà vệ sinh nhỏ lại để không là trung cung. Khu vực trung cung của ngôi nhà là chị chia này ra làm ba này, chia này ra làm ba và chiều chiều này ra làm ba, thì cái khu vực này nó gọi là khu vực trung cung của nhà. Thì nhà mình từ đây đến đây này thì đây nó gọi là khu vực trung cung của nhà nhá. Thì lên trên này thì với cái hướng tây nam như thế này này, với cái hướng tây nam này nó chưa có thủy dưỡng phía trước này thì rất là bất lợi cho mình. À, làm cho người phụ nữ trong nhà nó hay hay nói nhiều, hay càm ràm, nhìn cái gì nó không vừa mắt đấy. Nhưng mà ở lâu như này nó hay mắc bệnh về ổ bụng này, nó rất là bất lợi cho mình. Đúng rồi, Dạ mắc bệnh ở bụng đúng rồi đấy, đấy. Dạ, nên là chị bỏ cây đi, làm cho em hai cái thạch bình ở hai bên to như này này nhé, to ca lên này, xây cái bể làm hút nước tràn đây nhá. À, được rồi. Cái cửa cuốn này thì cái cửa cuốn thì bản chất thì cửa cuốn như này thì không ảnh hưởng gì, nhưng mà nếu mà có điều kiện thì mình cứ cuốn lên, mình không dùng, mình làm cho em cái lại cái cổng mở thôi cho thuận lợi, còn không cứ để như vậy không ảnh hưởng gì. Nhưng đâu xài thì mình hạ cửa cuốn xuống thôi. Đó là như thế. Thì tầng 1 như chị như thế này là ổn rồi này. Rồi lưu ý lại cái chỗ ban thờ nữa thôi. Ban thờ giờ nó chưa có tọa hướng này nhé. Nếu có công vị này, lát em tính toán lại là công vị nó tốt rồi thì chỉ làm cho nó một cái vách gỗ. Làm cái vách gỗ đây nhé, cho nó có tọa là được. Nhưng mà khả năng là phải chuyển ban thờ rồi. Chỉ phải chuyển ban thờ rồi. Ban thờ thần tài gì đang để ngay dưới nhà vệ sinh luôn rồi. Thế này. Đằng nào nó cũng không có tọa hướng lên phương, với lại ở dưới nhà vệ sinh luôn, nên là chuyển nhá. Chuyển đây là phòng khách đúng không? Phòng khách thì này là được rồi. Đây nhá, phía trước này cũng vậy này, phía trước này chưa có thủy dưỡng này, nó làm mình rất là bất lợi. Chị ở phòng nào? Phòng bên kia. Phòng bên đây hả? Đây nhá, phòng này thì nó khá là nhỏ. Các anh nhớ chị này, ngủ này, phòng nhà vệ sinh là chỉ lắp hộp gen cho nó hút khí ra, đừng để khối siêu nó tràn ra phòng ngủ này, ngủ rất là bất lợi. Thường xuyên mở cửa kia ra cho sự lưu thông khí tốt nhé. Các cái hệ thống cửa trên đều mở ra như này là tốt này, mở hết ra nó lưu thông xuyên suốt, nhưng mà cửa nhà vệ sinh thì đóng lại. Nếu mà chị ở phòng này mà chủ nhà ở phòng này thì nó khá là nhỏ nhé, nó không tốt cho mình. Nên là chị chỉnh lại lại này, chuyển sang phòng này nhé, ngủ sang các phương vị tây tây bắc này, em bố trí lại cho tránh ban thờ đè, em tính toán đấy lại. Nhưng mà chủ nhà phải ở phòng rộng như này, chứ ở chủ nhà ở phòng nhỏ như vậy rất là bất lợi, khó có tiếng nói. Ở đây này, cái nhà vệ sinh này thì nó đang rơi vào cái phương vị tây của nhà này đó, thì nó làm cho người trong nhà nó hay xích mích, nó hay cãi nhau, cái việc gì không đáng nói cũng đưa ra nói đó. Xong rồi hay mắc cái bệnh về đường hô hấp, rồi nó hay năm nay xong hoàng đạo ở tây nữa, thì nó hay liên quan đến giấy tờ thị phi đấy. Nên là đi ra đi vô đóng cửa lại, bật đèn vàng hút mùi hóa giải tạm thời nhé. Đóng cửa lại, bật đèn sáng vàng đó, hóa giải tạm thời đã. Xong rồi em sẽ lên phương án chỉ để cho chị. Ở cái phương vị tây bắc thì cái đèn vàng như này thì bật 24/24 là đúng rồi này. Cái phương vị tây bắc cho nó vượng khí lên. Trên này cũng vậy hả? Nên đây nó mang con trai dọn dẹp cho sạch sẽ lại. Xong rồi cũng ấy luôn. Đi ra đi vô đóng cửa nhà vệ sinh lại nhá. Phòng của tụi nó có phải sửa cái cửa này. Không. Cái này đúng rồi mà. Cái đó mấy đứa nhỏ ở nhà mở chìa khóa mở cửa ra, mở ở trên kìa. Mở cái ô thoáng ở trên như này này. Lúc nào cũng có sự lưu thông khí. Rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại. Vậy thôi. Dặn về mở hết cái cửa phía sau ra, phía sau là cái phương vị đông bắc, nó vượng khí. Nhà vệ sinh này cũng vậy nhá.
Đi ra đi vô đóng cửa lại, xong bật quạt thuốc mùi. Bật quạt thuốc mùi 24/24 rồi lắp đèn sáng vàng để hóa giải. Đó. Rồi phòng khách thì chị chuyển cái phòng khách dưới kia lên đây. Rồi cái phòng kia thì để cho khách ở. Vậy là được, mà em xử lý thủy như tầng dưới thôi. Là sao? Là được. Nên đây tầng này thì đèn như này là ổn rồi. Cái xoài trên này là vượng khí là tốt rồi nè. Nên là chị mới thấy là khi mình ở mà tại sao vợ chồng nó cứ hay quặc nhau là vậy á. Khi mình đặt nhà vệ sinh như vậy, chứ bản chất mình không có muốn cái ý mà muốn cãi nhau đâu, nhưng mà nó cứ xảy ra vấn đề là như vậy. Đây vậy này, nhà vệ sinh đi ra vô đóng lại. Ở nhà cái nơi này vượng khí thì mở nó ra nhá. Này là tốt rồi. Quá sạch sẽ. Thế rồi. Nói chung cái đó sau vòng thờ thì bỏ hết đi. Cái gì cũng xài phết hết. Đưa hẳn ra phía sau kìa. Không để trống thôi nhá. Ban thờ thì chỉ cứ lưu ý lại thôi. Cuối năm ban thờ gia tiên chị nè. Cuối năm ban thờ gia tiên thì mua ba cái đôn đó. Chị lại bắt ngang cái chuẩn thần linh gia tiên mà cô. Xong phía trên thì chị chuyển cái đỉnh qua. Mua thêm cặp hạt. Ở trên cho tạo thành thế tọa sơn. Xong đưa hai cái nến xuống dưới này. Xong mua thêm hai cái đèn dầu để cho thay đổi thành hàng hóa. Thủy là nước. Đấy, cho đầy hoa mộc và hoa tươi, cho đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng mà cái ban thờ của chị là nó toàn bằng gỗ nhiều gì không? Nó thiếu hành kim. Nên là chị có cái đỉnh này rồi đúng không? Thì chuyển cái đỉnh xuống dưới đó, chị mua hai cái con hạt bằng đồng cho nó đủ hành kim, kim mộc thủy hỏa thổ. Còn ban thờ của mẹ con đâm như này là được rồi. Nhưng mà chị mua thêm hai cái cây đèn để cho thành hành hỏa. Khi nào mà cứ nằm một mình lên hương á thì chị đổ ít dầu thôi. Xong nó hết hương nó tắt là vừa. Thứ nhất là nó không tràn cái khí dầu ra, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai là nó tránh việc cháy nổ. Đó, vậy là được nhé. Cho nó đủ hành hỏa. Rồi mọc hoa tươi. Lưu ý là khi mà bỏ hoa xuống thì bỏ luôn cả bình xuống luôn. Đấy, còn ban thờ như vậy là được rồi. Chuẩn rồi. Lưu ý này. Các vấn đề về cái góc nhọn như thế này nó cũng khá là bất lợi này. Nhá. Để làm cái la phông che lại được. Không cho không cho mũi nhọn đâm chĩa vào góc ban thờ như thế này rất là bất lợi. Thì mình nát là phong như này, chẳng hạn nó xua như này luôn, nó bằng thì cái này chỉ bằng lớp một lớp thật cao thôi, sơn lại là xong, không ảnh hưởng gì nhé. Để tránh cái thế như vậy, nó giống như một cái mũi tên gì đâm vào cái góc ban thờ rất là bất lợi. Những cái thế xung sát như vậy không nên. Ở nhà thường xuyên mở cửa rồi xử lý nước ở phía trước này. Đàn dông này thì nó đâm vào nhà bên kia rồi, không phải nhà mình. Ở xung quanh thì không có xung sát gì. Tốt. Chỉ lý thêm nước thôi nhé. Bố trí là ban thờ. Trên này cũng phải có nước à? Có chứ, tất cả các tầng đều phải làm hết. Thì nó tốt được. À, ban thờ chỉ điều chỉnh lại như vậy thôi. Mua thêm cái đôn 3 cấp nữa. Lưu ý là khi mà ấy xuống xin hết cái đĩa bồng xuống. Không có đĩa không ở trên đấy. Đó là như vậy. Phía sau nhà này chỉ có tọa nên là đẹp rồi này, nhà thông thoáng. Rồi lưu ý chỗ này nhé. Mấy cái thùng giấy cái gì không xài bán hết đi, để làm gì đâu. Ví dụ để mấy cái đồ gọn gàng này xếp lên. Đấy, mấy cái này để chật nhà, bán được nhựa hết. Là xong, phòng này cố gắng để gọn gàng là được. Thế thôi. Để cái đồ gì cũng được nhưng mà để nó gọn lại, đừng để bừa. Ví dụ những cái này không dùng thì tốt nhất là bán được nhựa là xong. Như ra vô đóng cửa lại. Đấy, khi mà chị mở được cái cửa như này là ở vượng khí rất là nhiều này. Mà nhà mình có tọa này, xây có lan can, có tọa hướng là chuẩn rồi. Chỉ chưa có xử lý nước phía trước, lỗi nhà vệ sinh, lỗi cái bếp. Bếp thì mình chuyển vị trí nấu thôi. Rồi nhà vệ sinh thì bóc nhỏ lại hóa giải. Rồi chuyển ban thờ thần tài. Ban thờ thần tài đang bị nhà vệ sinh đè. Đấy. Chứ cũng không nghĩ ra. Đó, nên là hao tài nó nhiều cái vấn đề, nó hao tài không phải tự nhiên mà một phát là nó hao tài đâu. Nó rất là nhiều cái yếu tố để cho mình nó hao tài. Thì mình phải biết được là lỗi do vấn đề gì, như thế nào. Chứ không phải là vô là phán bừa được đâu. Nó phải có lý do của nó hết. Đấy, rồi dặn mấy con trai dọn dẹp sạch sẽ nữa đâu, ok.